Cá vẫn chưa câu được. Nhưng bần ăn hết mấy trái này. Đây là quả ở sông Sài Gòn nha các bạn. Chuẩn bị dẫn các bạn đi vô hái dừa. Ở Sài Gòn đói quá nên là phải ra đây kiếm ăn. Hồi câu con cá lên phải xem mắt hết trước. Coi cái bị mù. Coi bị gì? Coi bị đuôi không? Có bị ngộ độc không? Xem mắt hết trước coi nó có bị mù không? Nó bị mù mới cắn trúng lưỡi câu của mình. Sao đua với chiếc này được? Lên lên quá. Wow. Wow. Mỗi lần một chiếc cano nó chạy á là nó tạo thành sóng. Gặp ong thì mình phải lặn xuống. Đúng không? Đánh tiếp anh. Đánh hơi. Em nghịch ong bồ vẽ thò nhảy xuống nước mà nó bay vào mặt nước luôn mà. Bay mặt nước. Nó bay vào mặt nước tiêu lên là đánh tiếp. Ó bịp bịp. Tiếng bịp bịp kêu các bạn. Quê đó. Ở đây cấm đi gần rừng đi mượn mấy súng đi bắn chim cho nó đi vui. Có mấy ná. Chim cò đây. Tí nữa em dẫn anh đi một nơi cò rất nhiều luôn. Đâu? Hả? Ở Sài Gòn đấy hả? Sài Gòn luôn. Cò chim quá trời luôn. Rồi nó đi Quảng Ngãi có một cái xóm cò. Cò nó ở kín luôn. Ở Quảng Ngãi có xóm cò này. Ở quê em nó bắt cò nhiều mùa tháng 8, mùa này và mùa tháng 8. Mà cò nó hôi nó bắt là gì ta? Ăn ăn nó từng con ăn. Sao lên cũng ngon lắm ấy. Đầu kia là có dừa nước các bạn. Các bạn ăn dừa nước để mình đi lấy. Lấy về mình ăn và các bạn xem là chính thôi. Qua đây mình sẽ chỉ các bạn về cái cách mà chúng ta chạy sidu này nhá. Chiếc này á thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thấy này. Rồi. Thứ nhất ở đây là có một cái này. Rồi. Ở đây là chúng ta sẽ thấy nó có hai nút nha. Một nút là sport và một nút là eco. Ôi. Nút sport á có nghĩa là nó chạy chế độ thể thao, chạy tốc độ nó sẽ rất là cao. Còn Eco là chế độ chạy bình thường. Đó, là Economy là chạy bình thường đấy. Thì mọi người là thường chạy cái này. Nó còn có một cái chế độ nữa. Nó thể là chìa khóa nó khác nhau. Thì nó có một cái chìa khóa này là chìa khóa mình chạy được hết tốc độ. Còn nếu mà khi mà mình mới mua đó các bạn, thì mình sẽ có một cái chìa khóa, đó là chìa khóa Learning. Đó là chìa khóa chạy để học chạy. Thì tốc độ nó sẽ giảm hơn rất là nhiều so với mà mình chạy cái bình thường này. Đấy. Thì như những video clip trước mà các bạn chúng ta thấy mà mình có thể bốc đầu được ấy, thì nó không phải dành chiếc này. Bởi vì chiếc này là chiếc dành cho gia đình à, mà chiếc dành cho gia đình thì nó không có dành để thể thao, không phải dành để biểu diễn, mà nó chỉ đơn thuần là nó để phục vụ đi lại ở trên sông hoặc là trên biển.
và nó rất là cân bằng, và dù sóng lớn cỡ mấy thì nó không bị lật, và nếu nó có lật ấy, thì nó cũng sẽ lật lại cho chúng ta. Thì đó là chiếc dành cho gia đình đó. Thì trong trường hợp mọi người đi tốc độ cao quá rồi bẻ ngang bẻ dọc thì người rơi xuống sông nhưng chiếc này nó vẫn lật lại bình thường, thì có nghĩa là nó không có chế độ lật úp lại, thì đó là điều bạn sẽ rất là an tâm khi mà chạy chiếc này. Còn chiếc mà hôm trước mà mình chạy mà bốc đầu mà các bạn thấy đó, thì nó là chiếc Spartic. Đấy, chiếc Spark đó là dùng cho biểu diễn, thì nó không có to như thế này, nó rất là nhỏ, nó gọn. Dù là hai chiếc là cùng một cái tốc độ giống như nhau, một cái động cơ như nhau, nhưng chiếc kia là nó dùng để biểu diễn. Thì khi biểu diễn thì nó cũng có hai chế độ luôn. Một chế độ đó là dùng để biểu diễn thì chúng ta sẽ bật để chúng ta bật lên, rồi chúng ta nhảy, nó khi mà chạy nó sẽ nhảy cân 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 cân, nên là nó dùng để đi và nó bắt đầu rất là dễ. Còn chế độ bình thường mà chúng ta vẫn có thể chuyển sang chế độ đó là chế độ chạy bình thường, thì chúng ta khi mà bật chế độ bình thường đó thì chúng ta chạy bình thường thôi, không có vấn đề gì hết. Thì nó vẫn cân bằng, nhưng nó không cân bằng được như giống chiếc này. Thì có một lần á, đó là mình đưa một người bạn, đó là bạn Nguyễn Hiếu Văn á, thì Văn mới chở vợ đi xem bắn pháo bông ở nơi sông Sài Gòn. Thì hôm đó là Văn không biết điều chỉnh, nên là chiếc thuyền đó hai người đang ngồi đang đứng đang xem bắn pháo hoa, thì có một chiếc thuyền nó đi qua một cái là sóng nó chỉ cần sập sình một chút thôi, thì hai người đó lật xuống dưới sông luôn. Và may là mặc áo phao thì nó không vấn đề gì, và lúc đó là chiếc thuyền nó cũng lật luôn. Thì đơn giản đó là chiếc dùng để thể thao thì nó sẽ không cân bằng được. Còn chúng ta chạy chiếc này thì rất là an tâm và thoải mái. Ok chưa? Đây mình đẩy cái này ra cho đẩy cái cây ra. Rồi. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy đây nhá. Chiếc này thì nó gồm có một cái gương này. Đấy, gương để chúng ta nhìn được đằng sau. Ok chưa? Rồi bên này đó là nó sẽ dùng để phanh. Nhớ nhá, phanh là chúng ta dùng bên này. Bởi vì chiếc này đó phanh và lùi là chúng ta dùng cái này. Tức là khi mà chúng ta muốn lùi chiếc Sea-Doo này thì chúng ta cần một tay bên này vẫn bóp ga, và bên này là bóp cái nút thắng này, thì nó sẽ thứ nhất là nó sẽ dừng lại, thứ hai nó sẽ lùi trở lại. Ok chưa? Ở đây là một chiếc xe buýt đường sông của Sài Gòn. Đấy, chiếc này mà chạy qua lát nữa chúng ta sẽ thấy nhá, sóng nó rất là mạnh, nó sẽ tạo nên một cơn sóng. Đấy, chúng ta nhìn thấy này, sóng này. Nên trong quá trình mà chúng ta chạy đó, một cái kỹ thuật đó là khi mà chúng ta nhìn thấy những chiếc này chạy thì chúng ta phải né cái sóng nó đi. Đó, một là chúng ta bay vào trong giữa làn sóng thì không sao hết. Hai là chúng ta phải chạy né đi, thì lúc đó chúng ta mới tránh sóng. Chúng ta thấy chưa? Nghe nước dồn dập chưa? Đấy, thấy dồn dập chưa? Đấy, tạo thành mấy cái đợt sóng như vậy các bạn. À, tạo thành đợt sóng trong kia chưa? Đó. Ok chưa? Rồi, mình chỉ tiếp cho các bạn ha. Nào, đây chị. Đẩy chiếc này ra. Ok. Em ta cầm cái này đây. Ok. Đây, cho mình ra. Mà ra khỏi cái khu vực đó cũng rất là đơn giản. Thì thứ nhất là mình vừa dùng cái nút thắng này, và bên cạnh đó thì mình bóp ga bên này.